A Di Đà Phật. Buổi trà sáng hôm nay á, thầy tiếp tục giảng về tập 17, nói về pháp giới của người và trời, gieo nhân như thế nào, tu hành như thế nào, cho chắc chắn là biết rõ mình sẽ sanh về, hoặc giả là mình sẽ được sanh làm người và làm trời chắc chắn 100%. Chắc chắn rằng á, tập 17 này á, quý Phật tử có những thắc mắc rằng á, chắc chắn rằng có cõi trời hay không, và có bao nhiêu cõi trời đó to hay nhỏ. Trong kinh Đức Phật dạy á, cõi trời á, nó không phải là chỉ có một cõi, mà nó có tới cả tam giới. Tam giới là cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục giới á, là nó có cả 6 tầng trời dục giới. Mỗi một tầng trời dục giới á, nó là một thế giới, nó lớn lao bao la vô tận, lớn hơn rất là nhiều so với thế giới của mình. Điển hình như ở cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời dục giới thấp nhất trong 6 tầng trời, nhưng mà cái thế giới đó rất là lớn. Ngay từ ở thế giới cõi trời Tứ Thiên Vương này, họ nhìn xuống thế giới của mình, họ thấy thế giới của mình nhỏ như hạt mè vậy. Con người mà sanh trong cõi trời Tứ Thiên Vương này là thăng cao nửa dặm, thăng cao đến nửa dặm, tuổi thọ là 500 tuổi. Đây là cõi trời thấp nhất trong 6 tầng trời lục dục. Các bạn đã từng nghe là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhưng trong 6 tầng trời lục dục này á, cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi do vua Kích Đề Hoằng Nhơn, trong nhân gian còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, cai trị. Ở cõi trời Tứ Thiên Vương á, là nằm giữa núi Tu Di, còn cõi trời Tam Thập Tam Thiên á, là do Ngọc Hoàng Thượng Đế ở, là ở cõi chót núi Tu Di, là ở đỉnh núi. Người sanh trong cõi trời Đao Lợi này á, là tuổi thọ 1.000 tuổi, thăng cao 1.5 dặm. À, các bạn thấy vì sao lại gặp cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi lại, trong nhân gian thường gọi là Tam Thập Tam Thiên? Bởi vì á, trong núi Tu Di á, nó chia ra ở giữa núi Tu Di á, là có 32 cõi trời: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiềm Bồ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Tu La Châu. Ở cái thế giới ta bà của mình ở, nó cũng là một cái phần nhỏ trong 6 tầng trời lục dục. Mình ở Nam Thiềm Bồ Châu, còn gọi là cõi Nam Diêm Phù Đề, còn gọi là cõi Ta Bà. Ta Bà ở đây dịch ra có nghĩa là kham nhẫn. Con người trong thế giới này muốn tìm cầu phải kham nhẫn, nên thế giới kham nhẫn. Thế giới của mình á, khổ vui lẫn lộn, tam tai bát nạn đầy dẫy. Mỗi một cõi á, à mỗi một cái hướng á, như hướng đông là có 8 thế giới, hướng tây có 8 thế giới, hướng nam có 8 thế giới, hướng bắc có 8 thế giới, gộp lại là 32 cõi trời, mà mỗi một cõi của nó là lớn bao la vô tận.
Mỗi một vị trời ở trong cái cõi trời Tứ Thiên Vương này là 500 tuổi. Thăng cao nửa dặm thì các bạn nghĩ do chiêu cảm bởi phước báo, hành thiện tích đức khi làm thân người mà sanh trong thế giới đó. Lên cõi trời Đao Lợi ở chốc núi Tu Di, cõi trời nơi Thích Đề Hoằng Nhân ở, vị này chính là vua ở cõi trời đó, cai quản luôn 32 tầng trời kia. Thế nên gộp lại người ta gọi là Tam Thập Tam Thiên, 33 tầng trời. Ở cõi trời này người ta thọ là 1000 tuổi, thân cao 1.5 dặm. Người sanh trong thế giới này mới sanh ra là như đứa trẻ 8 tuổi. Mới sanh ra là do hóa sanh, được ăn thức ăn ở cõi trời, vừa sanh ra trong thế giới đó là lớn như đứa trẻ 8 tuổi. Nhưng mà vừa được cho ăn thức ăn ở thế giới đó là liền cao lớn lên như một người trưởng thành 1.5 dặm. Cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi gặp lại là 33 tầng trời. Thì 33 tầng trời này á, nếu mà xếp gọn lại nó chỉ là hai cõi trời trong 6 tầng trời lục dục thôi. Hai tầng trời này á, ánh mặt trời có thể chiếu rọi vào được, ánh mặt trăng có thể chiếu rọi vào được. Lên nữa là cõi trời Dạ Ma, cõi trời Đâu Suốt, cõi trời Tha Hóa và Tha Hóa Tự Tại. Cõi trời thứ ba là không còn mặt trời và mặt trăng, không thể nào chiếu soi cảnh giới này được nữa. Người ở cõi trời này là người ta là dùng phước báo. Ở đây thân họ tự phát ra ánh sáng, soi sáng cho cái thế giới đó. Nếu mà để phân định thời gian là họ nhìn vào cánh hoa, họ biết là ban ngày hay ban đêm. Hoa nở thì ban ngày, hoa khép lại là ban đêm, vân vân. Cõi trời này người ta thọ là 1500 tuổi trời. Một ngày một đêm ở đó là bằng 150 năm ở cõi Ta Bà này. Vân vân, cứ như vậy mà tính lên là mỗi cõi trời là tăng thêm 500 tuổi. Và cái mỗi một cõi trời là nó có cái phước báo riêng. Trong vì sao gọi là 6 tầng trời lục dục? Vì ở trong 6 tầng trời này, con người ta vẫn có thể lấy vợ và lấy chồng. Nó giống như cái thế giới của mình vậy. Nhưng mà người ở cõi trời rất là thanh cao, cao quý hơn. Nó phải là giống như trong thế giới mình. Như ở thế giới của cõi trời Tứ Thiên Vương đi, chỉ cần mình nắm tay là người ta đã có thai rồi. Học giả là chỉ là ôm. Cõi trời Tứ Thiên Vương là ôm, cõi trời Đâu Lợi là nắm tay, cõi trời lên nữa là ta nhìn, ta ngó, vân vân. Mỗi một cõi trời là nó thanh cao hơn. Ở thế giới Ta Bà của mình là nó thô, nên thành ra nó cần xúc chạm là vậy. Vì còn sử dụng ngũ dục nhưng mà thanh cao hơn, nên gọi là 6 tầng trời lục dục. 6 tầng trời lục dục này là do khi bạn thọ tam vi, trì ngũ giới, hành thập thiện, nó trái ngược với thập ác. Thập thiện là ở nơi thân, là trừ sát đạo dâm. Ở nơi khẩu, không nói lời ác khẩu, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời đâm thọc, không nói lời ý ngữ. Ở nơi ý, không tham, không tham dục, không sân hận, không si mê. Họ giữ cho thân khẩu ý của họ tuyệt nhiên, thanh tịnh. Đó chính là nhân gieo thập thiện để được sanh về 6 tầng trời lục dục này. Kết hợp với tam vi ngũ giới, và do họ giữ cho thân khẩu ý của họ thanh tịnh, cộng với nhân địa khi họ còn sống, họ tạo nhiều vô lượng việc thiện để được tái sanh trong 6 tầng trời lục dục này.
Nhưng mà trời á, nó không chỉ là có ở sáu tầng trời lục dục này. Nếu mà tính cao lên nữa là người ta có thể tu định lực, tu tứ thiền định, căn bản là thiền hơi thở. Họ tu định lực để họ sanh khỏi trời 18 tầng trời sắc giới. Ở 18 tầng trời sắc giới này á, là người ta không còn tham đắm ngũ dục nữa, không còn ăn uống ngủ nghỉ giống như mình nữa. Ở cõi trời đó họ lấy là thiền diệt thực, họ lấy thiền định làm thức ăn, họ vui trong thiền định thôi, nên gọi là cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới này á, là họ vẫn có hình tướng giống như con người bình thường, nhưng cái niềm vui của họ là vui trong thiền định. Lên nữa là cõi trời vô sắc giới. Cõi trời vô sắc giới này là do tu bốn tầng định: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở cõi trời này người ta không có thân tướng như cõi trời dục giới và sắc giới. Người ta cũng vui trong thiền định, không có ăn uống giống như cõi trời dục giới. Nhưng trong mỗi tầng trời là tuổi thọ của họ nó khủng khiếp lắm. Tuổi thọ rất là khủng khiếp và thân tướng rất là cao lớn, rất là thanh cao. Đại khái là cứ mỗi tầng trời tăng lên, phước báo tăng lên, cảnh giới tu tập thực chứng của nội tâm nó cao hơn, thì nội tâm của họ nó thanh cao. Vì thế nên trong kinh nói là người trời rất là thanh cao là vậy. Nhưng căn bản ở đây á, thầy muốn nói đến là do thọ tam vi, trì ngũ giới, hành thập thiện mà mình sanh trong sáu tầng trời lục dục. Đó chính là cách để mà gieo nhân khi còn là con người. Khi mình là con người á, mình xác định vị trí của mình chính là con người. Và mình Phật giáo là lấy nhân quả làm nền tảng căn bản. Hôm nay tôi biết rõ rằng tôi là con người, tôi thọ đủ tam vi và trì ngũ giới, không có sát đạo dâm vọng này tưởng, và tôi hành thập thiện nữa. Sau khi xả báo thân này, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ sanh về cõi trời để được làm trời. Tệ lắm là như vậy. Thế nên vì sao á, mà chúng sanh thường tình á, khi chuẩn bị mà chết đi á, ở cận tử nghiệp họ rất là đau khổ, vì ở phía trước mù mịt không biết về đâu. Còn vì sao á, đệ tử trong ngũ thừa giáo môn của Đức Phật từ cõi người thọ tam vi trì ngũ giới, cõi trời cộng luôn hạnh hành thập thiện, lên nữa là hàng thánh nhân A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát với Phật. Người ta tự tại trước khi rời khỏi thế giới này, vì chỉ có một điều duy nhất, đó là tin sâu nhân quả, gieo nhân khi còn sống, khi còn trong thế giới này. Nếu như mà họ muốn trở lại làm người cao quý trong tương lai, tập 16 thầy ra giảng rõ nhân thọ tam vi, trì ngũ giới, hành thiện pháp. Sau khi thân thọ mệnh chung, họ không có lo sợ gì hết. Họ biết được rằng trong khoảng thời gian tôi có mặt trong thế giới này, tôi làm rất là nhiều điều lợi ích, thế nên tôi không còn lo sợ gì nữa. Chắc chắn rằng sau khi xả báo thân này, tôi sẽ tái sanh được làm người cao quý trở lại theo ước nguyện của chính tôi. Thế nên phía trước là sáng lạng chứ đâu có mù mịt, biết rõ mình sẽ đi về đâu mà. Cứ như thế mà gieo nhân. Tiến lên nữa là bạn muốn sanh về cõi trời sắc giới, thì bạn tu tứ thiền. Sơ thiền thì tu thiền hơi thở nè. Sơ thiền gồm có là ly dục ly bắc thiền pháp. Sơ thiền gồm có năm cái thiền chi:
Năm thần chi là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Khi mình đem tâm đặt trên cái thân, chú tâm trên hơi thở, kết hợp với cái pháp như lý tác ý để nhắc nhở mình tỉnh thức trong khi mình tọa thiền. Khi mà mình tu thiền, mình chú tâm trên một cái trên hơi thở, dùng cái đối tượng là hơi thở để đánh bạc nhiều vọng tưởng. Khi mình có an lạc hạnh phúc trong thiền định rồi, tâm mình chuyên nhất rồi, thì nó sẽ xuất hiện năm cái thiền chi. Tầm tứ có nghĩa là mình chú tâm trên hơi thở, bám sát hơi thở, mình vui trên hơi thở, hạnh phúc trên hơi thở, tâm mình chuyên nhất trên hơi thở, không có vọng tưởng. Thì đó là cảnh giới của sơ thiền. Cảnh giới của sơ thiền này á, thì bạn sẽ sanh vào cõi trời sơ thiền đầu tiên. Nếu như bạn có phước á, thì bạn ở cảnh giới sơ thiền này, bạn sanh vào ba tầng trời sơ thiền tam thiên: trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm. Đại phạm ở đây nghĩa là đại phạm thiên vương. Cái vị này á, trời vị đại phạm thiên vương này và vị trời đế thích Ngọc Hoàng Thượng Đế đó ở cõi trời Đau Lợi này, chính là hai vị Phật tử hộ pháp trong nhà Phật, là hai vị Phật tử đã quy y tam quy ngũ giới với Đức Phật. Bởi vì tam giới á, chính là nơi mà một vị tôn Phật thường tới lui để mà giáo hóa chúng sanh. Vân vân, cứ như thế bạn tu tới nhị thiền. Nhị thiền á, thì ly tầm tứ, chỉ còn hỷ lạc và nhất tâm. Tam thiền thì ly bớt một chi nữa. Tam thiền á, thì ly hỷ diệu lạc. Tứ thiền là bỏ luôn cái lạc. Tứ thiền thì tâm lúc này của bạn là nhất tâm bất loạn rồi. Khi mà tâm bạn nhất tâm bất loạn thì bạn sẽ sanh vào cõi trời Ma Hê Thủ La trong cõi tứ thiền. Ma Hê Thủ La ở nơi này, vua của cõi trời này là ông Đại Tự Tại Thiên Vương. Cái vị này là có ba đầu tám tay, cởi con voi màu trắng theo kinh nói. Trong hầu hết tất cả các kinh là có giới thiệu rõ về cái vị trời quan trọng, đó là trời Đế Thích, còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở cõi trời Đau Lợi núi Tu Di. Cõi trời sơ thiền là ông Đại Phạm Thiên Vương, vua cõi trời đó. Cõi trời tứ thiền là Đại Tự Tại Thiên Vương. Ba vị này là kinh điển thường hay nhắc tới. Lên nữa là cõi trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, ở cõi trời vô sắc giới, là do tu chứng để thất thiền và để bát thiền. Thở xưa là Đức Phật khi đi cầu đạo, Ngài đã chứng tới tám tầng thiền cuối cùng này. Nhưng mà trong tám tầng thiền định này á, khi mình vui trong định, khi như ngồi đó nhắm mắt, nó có sự an lạc, mình ái trước cảnh giới này và sanh vào thế giới đó. Nhưng khi mà xả thiền ra rồi á, người ta không thấy được chân lý, nên á, tâm họ lúc nào cũng buồn rầu, cũng sanh hận. Thế nên Đức Phật không chấp nhận cái điều này, Ngài mới quyết định là thiền quán tiếp tục để giác ngộ chân lý, giải thoát sanh tử, thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái tập 17 thầy đã giảng rõ cách tu tập gieo nhân gặt quả để chắc chắn rằng, để hoàn thành tâm nguyện của những bạn, những vị mà tu tập muốn trở thành người, thành trời trong tương lai. Tập 18 thầy sẽ giảng về pháp giới và nhân địa tu hành, phương pháp tu hành của hàng thánh nhân A-la-hán một cách tường tận, rõ ràng, tỉ mỉ hơn nữa. Vì thế nên các bạn coi xong clip này, bạn nào chưa đăng ký như thường lệ thì hãy đăng ký bên cái chuông bên phải YouTube. Khi chuông hiện lên chữ tất cả bên trái thì nhấn vào tất cả, thì các bạn sẽ nhận được tất cả các clip mới của thầy. Rồi, buổi sáng mời các bạn là dùng ly trà sáng.
Nay có thêm cà phê cho Phật tử cúng nữa. A Di Đà Phật. Chúc các bạn buổi sáng có vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.